Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Khi các thủ môn thi đấu thăng hoa, từ chối mọi bàn thắng. Với phong độ tuyệt vời trong khung gỗ, thủ thành Courtois của Real Madrid đang đứng trước cơ hội giành giải thủ môn hay nhất La Liga 2019-2020. Qua đó chấm dứt sự thống trị của Jan Oblak, Atletico Madrid ở hạng mục này. Như vậy, Courtois có thể trở thành thủ môn đầu tiên của Real Madrid giành giải Zamora kể từ khi Casillas ở mùa giải 2007-2008. Từ đó tới nay, các đội thủ môn Real gồm Casillas, Diego Lopez và Navas đều chưa có được vinh dự đó. Cá nhân Courtois khi còn thi đấu cho Atletico Madrid theo dạng mượn từ Chelsea cũng từng hai lần giành giải Zamora ở hai mùa giải 2012-2013 và 2013-2014. Cùng tổng hợp lại clip khi các thủ môn thi đấu thăng hoa từ chối mọi bàn thắng nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các clip tiếp theo. Zero7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Trong bóng đá, thủ môn vẫn được xem là chốt chặn cuối cùng của mỗi đội bóng, và hiển nhiên sự phấn khích và hấp dẫn ở mỗi trận cầu không chỉ đến từ những pha phối hợp mãn nhãn, những pha dứt điểm xuất sắc hay những bàn thắng kinh điển, mà nó còn đến từ những màn cản phá ấn tượng của những người gác đền. Sau đây là những giây phút thăng hoa cứu thua cho đội bóng của các thủ môn ở mùa giải 2019-2020. Zamora là giải thưởng được sáng lập nhằm tôn vinh thủ thành xuất sắc nhất La Liga ở mỗi mùa giải. Khác với găng tay vàng ở ngoại hạng Anh, tính số trận giữ sạch lưới, giải này được xác định dựa vào tỷ lệ bàn thua mỗi trận và các thủ môn phải thi đấu ít nhất 28 trận trở lên. La Liga mùa này, giải Zamora được trao cho thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid. Anh trở thành thủ môn đầu tiên của Real giành giải Zamora kể từ Iker Casillas ở mùa giải 2007-2008. Với Courtois, mùa giải đầu tiên ở Real rất đáng quên, nhưng sang mùa này, anh thực sự trở lại chính mình với phong độ ấn tượng và trở thành chốt chặn không thể thay thế trong đội hình kèn kèn. Ngôi sao người Bỉ chỉ để thủng lưới có 20 bàn sau 34 vòng đấu tại La Liga mùa giải 2019-2020. Tính trung bình, anh chỉ để lọt lưới 0,59 bàn mỗi trận. Thành tích của Courtois bỏ xa Jan Oblak của Atletico, người đã 4 lần liên tiếp giành giải Zamora kể từ mùa giải 2015-2016. Cho tới lúc này, Oblak bị thủng lưới tới 27 bàn sau 38 vòng đấu và tỷ lệ bàn thua trung bình là 0,71. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những pha thi đấu xuất thần đến từ các thủ thành khác. Đó là các pha cản phá của thủ môn Neuer, đặc biệt là pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu cực hiểm từ tiền đạo Osaka, qua đó giúp Bayern đánh bại Bremen và lên ngôi vô địch Bundesliga lần thứ 8 liên tiếp. Kể từ sau khi gia hạn hợp đồng mới vào mùa hè 2019, David De Gea đã không còn là chính mình. Thủ môn người Tây Ban Nha thường xuyên mắc sai lầm khó hiểu, nhất là tại Premier League. Tuy sa sút nhiều ở mùa giải 2019-2020, nhưng De Gea cũng luôn có những pha cứu thua xuất thần cho MU, điển hình như pha dùng chân cản phá trước Leicester hay Liverpool. Ở trận mở màn Champions League, Liverpool dù thất bại trước Napoli, nhưng cổ động viên The Kop cũng phải nở nụ cười với màn trình diễn như siêu nhân của Adrian, người được xem là kẻ đóng thế ở Liverpool. Trong trận hòa một đều với Liverpool ở vòng 35 ngoại hạng Anh, Burnley có thể giữ được một điểm là nhờ phong độ chói sáng của thủ thành Nick Pope. Thủ thành người Anh có tới 8 lần cứu thua trong trận này.
đặc biệt là tình huống bay người cản phá cú đá của Salah. Con trai của thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel là Kasper Schmeichel, người luôn cố gắng để thoát khỏi cái bóng của cha, càng ngày càng khẳng định được tên tuổi trong màu áo Leicester. Anh không vắng mặt bất cứ trận nào trong 29 vòng đấu cho đến khi Ngoại hạng Anh mùa này tạm hoãn. Trận bán kết cúp FA hồi tháng 6 năm nay, màn trình diễn xuất sắc của anh khiến Chelsea phải vất vả mới có một trận thắng nhọc. Trong đó, ấn tượng là pha bay người cản phá cú sút nguy hiểm của Christian Pulisic. Ở trận đấu hồi tháng 1 năm 2020, bên cạnh pha cản phá thành công trên chấm 11m, thủ thành người Đức Stegen còn có những tình huống cứu thua xuất sắc khác trước các pha dứt điểm của Valencia. Đáng tiếc là đóng góp của anh cũng không đủ để cứu vãn thất bại của Barca ở trận này. Trong trận hòa một đều ở vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 20 tháng 6 năm 2020, thủ môn Ben Foster đã có màn phản xạ kịp thời để bảo vệ mảnh lưới của Watford trước cú sút chéo góc hiểm hóc của Maddison bên phía Leicester. Trận gặp Chelsea hồi tháng 11 năm 2019, thủ thành này cũng cản phá rất xuất sắc khi đứng trước những pha uy hiếp khiến khung thành Watford chao đảo. Theo thống kê của Opta, Jetni của Juventus là thủ môn có chỉ số cản phá vượt xa các đồng nghiệp tại Serie A, với nhiều màn cứu thua ở tình huống khó như những khoảnh khắc tỏa sáng ở trận hòa 3 đều với Sassuolo hay trận thắng Inter hồi tháng 3 năm nay. Dubravka, thủ môn của Newcastle, chính là cái tên dẫn đầu về số lần cứu thua ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Một trong số đó là pha tung người bắt dính cú sút của James Maddison ở trận gặp Leicester đầu năm 2020. We'll be right back.
over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Vừa rồi là những khoảnh khắc cản phá đẹp mắt của các thủ thành trên các đấu trường thế giới ở mùa giải 2019-2020. Liệu có idol của các bạn trong video này hay không? Hay bạn ấn tượng với pha cản phá của thủ môn nào? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.